nha, chào cả nhà buổi sáng nha. Nhung mới đi nhà băng đó cả nhà, để Nhung làm công chuyện mà bây giờ trong nhà băng đó, nó cuốn cho mình vô nhà băng luôn cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà thấy Nhung đeo bao tay vô không? Bây giờ đi vô tới những cái nơi công cộng đó, mình nên bảo vệ cái bàn tay mình để khi mà mình đụng vô mấy cái gì mà của công cộng mọi người mà đi chung á thì mình cẩn thận tí xíu, mình đeo bao tay vô nha cả nhà. Để vô chợ hay giờ cái gì á mình cầm chung đồ đó, rất là sợ. Nhung mới mua ly cà phê á cả nhà, mà cái người đưa cà phê cho Nhung là khác, còn cái người tính tiền á, họ cầm tiền của Nhung là họ phải đeo bao tay vô cầm tiền luôn các bạn. Các bạn thấy có khủng khiếp không? Bây giờ uống một ly cà phê mà họ cách ly mình luôn, họ không dám đụng tới mình mà họ chỉ cầm tiền bằng cái bao tay họ cầm về nè, chứ họ không dám ấy luôn nha cả nhà, rất là sợ cả nhà. Bây giờ đi Nhung đi vô chợ, bây giờ Nhung phải đeo cái bao tay vô, Nhung đeo cái mask vô nữa nha các bạn. Quay cho các bạn coi nha, tình hình càng ngày càng căng thẳng nha cả nhà. Bây giờ Nhung mua thêm ít đồ, Nhung dự trữ trong nhà nữa, rồi ngày mai là bắt đầu hẳn của ông xã mình cũng chuẩn bị đóng cửa rồi các bạn. Đó, bây giờ Nhung đi về nè cho cả nhà coi nè. Bây giờ Nhung đi vô chợ nha cả nhà. Đi chợ Nhung mua ít đồ dùng trong gia đình nữa, chứ ngày hôm qua đi không có đủ đồ đó, rồi không có cái gì ăn đó các bạn. Ở nhà thấy không? Đây Nhung lóc cái cửa xe đi. Wow, lạnh quá, bữa nay tự nhiên lạnh, ngày hôm qua ấm mà bữa nay tự nhiên lạnh quá các bạn. Đó, bây giờ cả nhà coi nè. Trắng tay trắng tành, giờ Nhung phải đeo bao tay vô nha cả nhà. Đó, bây giờ đi vô lấy mấy cái xe đẩy cũng phải bọc lại nha các bạn. Tình trạng này mới kéo dài đến chừng nào cả nhà ơi, sợ quá. Nhưng quấy lại lấy giấy lên nắp cái này nha các bạn. Là cái xe này các nhà. Rồi, giờ mình đi ra chợ rồi. Chợ giờ tạm ổn nha cả nhà, cái chợ này thì tạm ổn. Bây giờ Nhung vô Nhung kiếm ít đồ mua coi có hết không, quay cho cả nhà coi nha. Đó, bây giờ Nhung ra đường Nhung phải đeo bao tay về cho chắc ăn nha cả nhà. Đeo bao tay về để cho lỡ mình đụng vô xe hay mình đụng vô những cái đồ gì mà những cái nơi công cộng á cho nó cẩn thận. Giờ Nhung như đây Nhung mua kiếm thêm giấy nha mua cả nhà. Ngày hôm qua mua nó ly mịch chỉ có một bịch thôi mà Nhung sợ không đủ á, nhưng mua một ít đồ khô để nhà cho mấy đứa ăn. Giấy nằm đâu quên mất tiêu rồi. Nhà coi đi cả nhà. Nhà thấy không? Bây giờ đi mua giấy không có luôn rồi, khủng khiếp quá. Coi nè, trời ơi, không có giấy nha cả nhà. Bây giờ muốn đi mua thêm giấy xài bây giờ hết rồi, là bó tay rồi này, chết rồi, biết sao đây. Nhà mình thì đông người xài nhiều nữa các bạn. Oh my god.
đây cả nhà coi, giờ trống lỏng trống le hết rồi, đồ ăn đồ uống thì cũng hết. Quên mua trứng, còn trứng không? Sạch sành xanh, giấy bút gì tùm lum tà la không có. Nước, nước mà còn có như đây nè cả nhà. Đi qua đây mua trứng sữa thêm quá. Qua Nhung đi cũng một xe đồ ăn rồi, bên ai đi thêm nữa. Mua donut, mua donut cho bên đó ăn. Donut. Trứng nè các bạn. Excuse me, can the person this have more for that? You know that? $3.30. Oh, okay. That's all the eggs I've got. Oh, okay. That's why I see the whole. Trứng nguyên thùng gì nè cả nhà. Nguyên thùng gì có 3 đồng mấy cả nhà, mua nguyên thùng ăn luôn nha cả nhà. Đây là những cái đồ ăn Nhung mua ăn cho mấy đứa nhỏ ăn rồi đó. Đây là những cái gì Nhung mua được nè. Nhung mua bắp này để dành sờ bơ rồi Nhung ăn, nhưng mà trứng Nhung mua nguyên thùng về đi lỡ có ăn cơm mình chiên trứng ăn cũng được. Rồi bây giờ còn khủng khiếp hơn nha cả nhà, muối cũng không có mà đường cũng không có luôn nha các bạn. Đi kiếm banh cái chợ luôn, không có hộp muối, cũng có không có bịch đường luôn á cả nhà ơi. Tí xíu rồi không biết làm sao, tính mua muối dự trữ ở nhà mà hết muối ở nhà cũng hết muối, mà mua không có hũ muối nào luôn. Bây giờ Nhung ghé chợ khác rồi có không nha cả nhà, chứ thấy căng quá, muối với đường là không có rồi đó. Bây giờ không biết đi ghé chợ khác mua hay có không. Bình thường là muối đại trà mà bữa nay không có muối luôn, không có đường luôn các bạn ơi. Đi qua bên đây nhưng ghé cái chợ khác Nhung kiếm thôi. Cả nhà thấy không, đi chợ bây giờ diện sạch, bây giờ kiếm cuộn giấy mua thêm cũng không có luôn, ghê thảm quá. Giờ Nhung ra Nhung chết ao cái đống đồ này nha cả nhà. Đây cả nhà xong rồi, giờ mình không có đủ đồ, mà cái này là nãy Nhung mua ít đồ rồi nè cả nhà. Giờ Nhung mới tính tiền xong, chết ao xong, giờ Nhung chạy qua cái chợ khác để Nhung mua muối với gạo với đường nha cả nhà. Cả nhà nhờ đón xem coi mình đi chỗ khác có không nha cả nhà.